Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tôi đề, video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ review đến quý vị và các bạn 5 mẫu đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit với phân khúc giá rất bình dân, chỉ tầm từ 5 triệu cho đến 6 triệu. Với những chiếc đầu giải mã DC này, nó sẽ làm nguồn phát thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu CD, những chiếc đầu 5 số thông thường. Chúng ta sẽ có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính để sử dụng nghe nhạc, hát karaoke, giải trí gia đình. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Trước mắt quý vị và các bạn, tôi đang để đây là 5 mẫu đầu giải mã DC chuyên nghiệp với phân khúc giá rất bình dân, chỉ tầm từ 5 triệu cho đến 6 triệu một chiếc. Tất cả những chiếc này đều là giải mã 32 bit chuẩn Hi-Res Audio và chuẩn DSD 512. Đây là những thương hiệu, những model hot trend nhất trên thị trường hiện nay trên toàn cầu. Quý vị và các bạn có thể kiểm chứng bằng cách là truy cập trang web airbay.com, thì với sàn thương mại điện tử lớn nhất của Mỹ cũng đang mua bán với nhau rất nhiều. Điều này chứng tỏ là các anh em chơi audio ở bên Mỹ cũng rất quan tâm và rất yêu thích với những sản phẩm bình dân như thế này. Tiến Dũng sẽ review với quý vị và các bạn từng chiếc một, từ phân khúc giá bình dân cho đến phân khúc giá nhỉnh hơn một chút. Và đương nhiên rồi, Tiến Dũng sẽ test âm thanh của từng chiếc một để quý vị và các bạn có thể trải nghiệm được âm thanh của những chiếc đầu giải mã DC chuẩn Hi-Res Audio này. Quý vị và các bạn có thể tham khảo chi tiết các sản phẩm này tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Đầu tiên trong video này, Tiến Dũng review đến quý vị và các bạn đó là chiếc Fio K5 Pro ESS. Đây là một chiếc đầu giải mã DC mà tôi rất thích trong thời gian vừa qua. K5 Pro ESS chính là phiên bản nâng cấp của Fio K5 Pro rất nổi tiếng trước đó. Toàn thân bằng nhôm phai với phong cách màu đen rất mạnh mẽ. Phía mặt trước là một nút volume. Đây cũng chính là nút công tắc nguồn. Ở đây có hai nút là nút chọn ngõ vào và nút gain. Một lỗ tai nghe, chúng ta có thể đeo tai nghe. Fio K5 Pro với các cổng kết nối là cổng tiếp nhận nguồn điện 15V hãng tặng kèm theo một adapter, kết nối với cổng USB từ máy tính để giảm âm thanh từ máy tính, kết nối với cổng optical từ TV để giảm âm thanh từ TV và Coaxial để giảm mã âm thanh từ đầu đĩa. Máy này cũng tiếp nhận tín hiệu analog vào đây. Chúng ta có thể kết nối với những chiếc đầu đĩa, đầu băng để sử dụng máy như là một chiếc rề. Rất nhiều các anh em lầm tưởng là Fio là thương hiệu của Mỹ. Tuy nhiên thì Fio là thương hiệu của Trung Quốc. Máy này là Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, giới hạn chuẩn CE và FC. Đây là các tiêu chuẩn cao cấp và khắt khe nhất của các thiết bị điện tử trên toàn cầu. Logo ESS, máy này sử dụng chip giải mã ESS9038Q2, giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao lên đến DSD 512. Máy này chạy tối đa lên đến tần số là 768 kHz, kích thước chiều ngang 12 cm, chiều sâu 14,6 cm và chiều cao là 5,5 cm, trọng lượng 480 g. Một điều đáng tiếc với Fio K5 Pro ESS là chiếc này không có chức năng Bluetooth. Với những em chơi từ TV, từ máy tính thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến Bluetooth. Còn đối với những em muốn chơi bắt sóng Bluetooth không dây từ điện thoại thì chiếc này nó khá hạn chế. Thì chúng ta sẽ kết nối máy này với nguồn điện 15V ở đây và kết nối với cổng optical ở đây. Chúng ta sẽ thưởng thức âm thanh của Fio K5 Pro ESS. Đây là âm thanh từ optical của TV Internet. Âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Ngoài việc kết nối với cổng optical của TV, chúng ta cũng có thể kết nối với máy tính thông qua cổng USB này, hoặc kết nối với điện thoại thông qua một cáp OTG. Các anh em chơi trực tiếp từ máy tính thì có thể kết nối trực tiếp cái cáp USB này hãng tặng kèm, kết nối vào máy tính. Còn đối với những trường hợp chúng ta muốn chơi với điện thoại di động thì chúng ta sẽ kết nối thông qua một cáp OTG. Cáp OTG này quý vị và các bạn nên đầu tư với hàng chính hãng, loại tốt thì âm thanh nó mới hay và nó mới hoạt động ổn định. Chúng ta sẽ nghe thử với một đoạn nhạc chất lượng cao từ app Spotify. Nhạc chất lượng cao, nhạc lossless. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh của Fio K5 Pro giải mã nhạc chất lượng cao.
của nó rất rõ nét. Với những chiếc đầu giải mã DC như thế này thì âm thanh nó còn tốt hơn với những chiếc đầu CD ngang tầm tiền. Xin lưu ý là với việc so sánh thì chúng ta sẽ so sánh là ngang tầm tiền. Với chiếc này phân khúc giá rất bình dân, chỉ khoảng dưới 5 triệu. Thì chúng ta sẽ chuyển sang chiếc thứ hai. Tất cả những chiếc đầu giải mã DC này chúng ta đều có thể kết nối với điện thoại thông qua cáp OTG giống như Tiến Dũng vừa kết nối. Với những chiếc này thì độ bền, tính ổn định của nó rất cao do là giải mã chuyên nghiệp, nó không có ổ đĩa hoặc nó cũng không có những hệ điều khiển phức tạp. Thứ hai là chiếc đầu giải mã DC, anh em thường gọi là đầu đắc. Chiếc đầu đắc Tobin DX3 Pro cộng. Đây là một chiếc với phân khúc giá rất bình dân, chỉ tầm 5 triệu, toàn thân bằng nhỏ, vỏ nhôm phay. Máy này có hai phiên bản, màu đen và màu xám bạc. Phía dưới này là tem thông số. Máy này là Tobin DX3 Pro cộng, sử dụng điện 15V 1A. Hàng made in China với tiêu chuẩn là CE và FC. Đây là những tiêu chuẩn rất khắt khe về thiết bị điện tử. Kết nối Bluetooth 5.0, kết nối USB với máy tính, optical và coaxial với đầu đĩa, xuất ra ở cổng RCA. Với những tiêu chuẩn rất khắt khe về thiết bị điện tử là CE và FC. Phía mặt trước là một nút volume, một màn hình LCD hiển thị và một jack tai nghe. Thì chúng ta sẽ kết nối thiết bị này với nguồn điện và chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm thanh. Với những em nào thích chơi Bluetooth thì đây là một chiếc đáp ứng được chức năng Bluetooth 5.96 kilobyte. Máy này sử dụng chip giải mã là ES9038QM2, giải mã 32 bit, nhạc chất lượng cao, DSD512. Kích thước của chiếc này là chiều ngang 12 cm, chiều sâu 16 cm và chiều cao của máy là 4 cm. Với phần đồng hồ khá ấn tượng, đồng hồ của nó, số của nó rất lớn. Đây là âm thanh của Tobin DX3 Pro cộng. Ở đây có một volume. Đây là một chiếc phân khúc giá rất bình dân, tuy nhiên cho tiếng cũng rất tuyệt vời. Chiếc này sử dụng chung chip giải mã với Fio K5 Pro ESS. Âm thanh của nó phong cách khá giống. Tuy nhiên thì với chiếc này thì chúng ta có thêm chức năng Bluetooth và có thêm chức năng remote điều khiển từ xa. Thì chúng ta sẽ chuyển sang một chiếc nữa, dòng của thương hiệu Tobin. Đó chính là Tobin D50S. Đây là một chiếc mà tôi rất ấn tượng trong thời gian vừa qua khi phục vụ khách hàng, với chất lượng rất tốt, âm thanh rất tuyệt vời và đặc biệt máy nó chạy rất ổn định. Máy này đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless, giải mã 32 bit, lên đến DSD512. Tobin D50S sử dụng hai chip giải mã ES9038. So với hai chiếc này thì chiếc Tobin D50S sử dụng đến hai chip giải mã, âm thanh của nó có phần tốt hơn theo sự trải nghiệm của Tiến Dũng. Phía mặt trước là một nút tắt mở nguồn, nút chọn ngõ vào cũng như là chọn volume, màn hình LCD để hiển thị. Và phía mặt sau là các cổng kết nối, tiêu chuẩn CE và FC. Thì chúng ta nhắc rất nhiều đến tiêu chuẩn CE và FC là bởi vì đây là những tiêu chuẩn rất cao cấp, rất khắt khe của Mỹ và châu Âu. Với chiếc này máy sử dụng điện là 5V, chúng ta cần đầu tư thêm một chiếc adapter nguồn 5V 1A nữa thì nó mới đủ bộ và chúng ta mới có thể sử dụng được. Tobin D50S. Chiếc này có hai phiên bản, màu bạc và màu đen. Kết nối nguồn điện 5V vào DC 5V. Kết nối cổng optical từ TV Ethernet vào ngõ optical. Ở đây chúng ta có một cổng USB để kết nối với máy tính hoặc kết nối với điện thoại giống như Tiến Dũng vừa kết nối. Chúng ta sẽ nhận được âm thanh ở đây giống như một chiếc đầu đĩa và truyền tín hiệu này đến dàn âm thanh. Đây là âm thanh của Tobin D50S. Chúng ta có volume lớn nhỏ ở đây. Mai đây còn lo kế sinh.
Với chiếc này phân khúc giá chỉ ngoài 5 triệu. Đây là một chiếc mà tôi đánh giá nó âm thanh tốt hơn hai chiếc mà Tiến Dũng vừa review. Tiếp theo nữa là một sản phẩm của thương hiệu Fio. Fio là một thương hiệu có thể nói là đứng đầu về thiết bị âm thanh giải mã DAC, thương hiệu đến từ Trung Quốc. Đây là chiếc Fio K7. Fio K7 là một chiếc đầu giải mã DAC sử dụng đến hai chip giải mã DAC AK4493EQ của hãng AKM. Chiếc này chính là phiên bản nâng cấp của Fio K5 Pro ESS ở đây. Với kích thước của nó có lớn hơn một chút. Kích thước chiều ngang là 12cm, chiều sâu 16,8cm và chiều cao của máy là 5,5cm, trọng lượng 610g. Máy rất chắc chắn, toàn thân bằng nhôm phai. Phía trên này là một tem Hi-Res Audio và chuẩn THX. Đây là những tiêu chuẩn rất cao cấp về âm thanh. Tôi sẽ kết nối nguồn điện với máy này. Chiếc này nó không có Bluetooth, tương tự như K5 Pro. Máy này sẽ được tặng kèm theo một adapter 12V. Kết nối nguồn điện vào đây. Kết nối cổng optical vào đây. Và chúng ta sẽ nhận được âm thanh ở đây. Cổng Re Out. Nút chọn ngõ vào, nút chọn gen và nút xuất tín hiệu ra. Và đây là các đèn hiển thị các ngõ vào. Đây là âm thanh của Fio K7. Khi chúng ta gạt sang chế độ Re thì volume này có tác dụng. Và khi chúng ta gạt lên chế độ Lo là volume này nó sẽ tối đa. Chúng ta có thể kết nối với cổng tai nghe ở đây, cổng ba lăng 4.4 ly và cổng BO 6.3 ly. Chiếc này cho âm thanh rất tốt, đặc biệt độ ổn định rất cao. Fio K7 BT với tiêu chuẩn CE và FC. Đây là những tiêu chuẩn này rất cao cấp. Phân khúc giá của chiếc này rất bình dân, chỉ khoảng dưới 6 triệu. Tiếp theo thì Dũng sẽ review đến quý vị và các bạn một chiếc đầu giải mã DAC nữa của thương hiệu Fio. Đó chính là Fio K7 BT. Fio K7 BT. Fio K7 BT là một chiếc đầu giải mã DAC giống y như Fio K7. Tuy nhiên chiếc này có thêm chức năng Bluetooth. Bluetooth lên đến 5.1. Đây là chiếc có Bluetooth sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay, Bluetooth 5.1. Các công tắc cũng như là nút volume và tất cả mọi thứ giống với Fio K7. Và chiếc này có thêm anten dâu ở đây, chúng ta sẽ thấy là có thêm chức năng Bluetooth. Với Fio K7 và K7 BT tôi đánh giá âm thanh nó hoàn toàn giống nhau. Và đây là hai chiếc có âm thanh tốt hơn những chiếc mà Tiến Dũng vừa review đến quý vị. Một điều rất đặc biệt ở Fio K7 và K7 BT là khi chúng ta tắt mở nguồn hay là chúng ta chọn ngõ vào, nó sẽ không làm cho chúng ta giật mình, ngay cả cái việc chúng ta vặn lớn nhỏ cái volume này. Từ từ nó lên, rồi từ từ nó xuống. Hay chúng ta chọn ngõ vào, từ từ nhạc nó sẽ lớn lên, chúng ta sẽ không bao giờ giật mình. Rất tuyệt vời. Với chiếc này phân khúc giá chỉ ngoài 6 triệu. Đây là một chiếc rất đáng chơi. Chúng ta có thể làm nguồn phát để thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, CD, những chiếc đầu 5 số. Kết nối với TV, với máy tính, với điện thoại. Tất cả những chiếc này đều có thể kết nối với máy tính hoặc với điện thoại thông qua các OTG. Giống như hồi ban đầu Tiến Dũng có kết nối thử để quý vị và các bạn cùng cảm nhận. Với Fio K7 BT thì chúng ta có thêm chức năng Bluetooth. Anh em nào với có nhu cầu sử dụng với điện thoại Bluetooth thì chúng ta sẽ trang bị là Fio K7 BT.
Còn đối với những anh em chỉ chơi từ TV hoặc từ máy tính thì chúng ta chỉ cần mua là K7, nó sẽ rẻ hơn tầm vài trăm ngàn. Đó là những sản phẩm, những thiết bị đầu giải mã DC cao cấp với phân khúc giá rất bình dân, chỉ tầm 5 triệu, 6 triệu mà Tiến Dũng muốn review đến quý vị và các bạn. Lúc tới đây thì Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm này. Hiện nay shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn đang phục vụ với sản phẩm chính hãng đầu giải mã Fio K5 Pro ESS, chiếc đầu tiên mà Tiến Dũng review. Nguyên siêu thì nó sẽ như thế này. Sản phẩm này mới nguyên hộp, nguyên siêu với mức giá hãng hiện nay là 4.900.000. Video ngày hôm nay thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá đặc biệt hơn rất nhiều. Riêng đối với sản phẩm này, sale giảm 700.000, mức giá chỉ còn lại 4.200.000. Đặc biệt hơn nữa thì Dũng sẽ dành ra một phần quà tặng, đó là một cặp dây AV Pro N của Ý và một dây Optical. Hai dây này chúng ta sẽ kết nối với TV và kết nối từ đầu đắc này đến dàn âm thanh. Hai món quà này trị giá 600.000 thì Dũng sẽ dành tặng cho Fio K5 Pro ESS. Tiếp theo là một chiếc đầu giải mã DC đến từ thương hiệu Tobin. Với thương hiệu Tobin thì đây là chiếc Tobin DX3 Pro cộng. Chiếc này mới nguyên hộp thì nó sẽ như thế này. Nó không có siêu ni lông ở bên ngoài. Hàng chính hãng mới nguyên hộp, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Tobin DX3 Pro cộng giúp phục vụ với mức giá chỉ 5 triệu, tặng theo một bộ dây AV và một dây Optical. Và một sản phẩm nữa mà Tiến Dũng rất muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay, đó là Tobin D50S. Đây là chính là vỏ hộp của chiếc thứ hai mà Tiến Dũng review. Tobin D50S với nguyên hộp, nguyên siêu, mới nguyên hộp như thế này. Hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Mức giá hãng hiện nay là 5.500.000. Thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá ưu đãi hơn trong đợt hàng này, chỉ 5.200.000, kèm theo phần quà tặng là một cặp dây AV và một dây quang. Và một sản phẩm của thương hiệu Fio, đó là Fio K7 mới nguyên siêu. Fio K7 không phải là phiên bản BT, chiếc này không có chức năng Bluetooth, đây chính là vỏ hộp của máy. Chiếc này với mức giá chỉ 5.900.000. Đây là một sản phẩm giải mã DC 32 bit nhạc chất lượng cao, nó sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, đầu 5 số thông thường. Mức giá 5.900.000, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1, chính hãng. Và sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó chính là Fio K7 BT, phiên bản nâng cấp của hai phiên bản Fio K7 và K5 Pro ESS, mới nguyên siêu nguyên hộp. Mức giá của chiếc này là 6.500.000, kèm theo phần quà tặng đặc biệt trong video ngày hôm nay, đó là một cặp dây AV và một dây Optical. Hai món quà này trị giá 600.000 thì Dũng sẽ dành tặng cho tất cả những sản phẩm trong video ngày hôm nay. Thủ tục mua sản phẩm vô cùng đơn giản, quý vị và các bạn có thể liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Chúng ta có thể chuyển khoản trước một lượt, Tiến Dũng bao luôn phí vận chuyển, hoặc quý vị và các bạn có thể đặt cọc trước 1 triệu, nhận hàng, kiểm tra hàng giống y như vậy thì sẽ thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Sau khi chúng ta thanh toán tiền thì chúng ta sẽ đề nghị khui siêu. Tất cả đều là mới nguyên hộp thì Dũng cam kết hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Với hình thức đặt cọc thu hộ tiền COD thì quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của một trong những chiếc này đi các tỉnh khoảng 100.000. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn hãy kích vào danh sách phát phía bên tay trái màn hình để xem thêm rất nhiều các sản phẩm đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao chuẩn Hi-Res Audio với phân khúc giá từ bình dân cho đến cao cấp. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.